Hiện tượng thời tiết là ở Nam Bộ chưa có dấu hiệu dừng. Theo cơ quan dự báo thời tiết, trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1, mưa tại Nam Bộ giảm so với ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết lạ này chưa có dấu hiệu dừng. Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 11 tháng 1, Nam Bộ sẽ có nhiều mây, mưa giảm hẳn so với ngày 10 tháng 1, về chiều trời sẽ có mưa rào, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây và nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ và cao nhất ở mức 28 đến 31 độ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều mây, chiều có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết tại Nam Bộ sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, chiều tối có mưa rào vài nơi. Theo nhiều người dân, không khí se lạnh và mưa có lúc mưa to trong nhiều ngày gần đây, thời điểm chuyển giao năm mới và năm cũ tại Nam Bộ là điều ít khi họ chứng kiến gặp. Thời tiết ở Nam Bộ trong dịp Tết Nguyên Đán. Pháp luật online trong những ngày Tết Nguyên Đán, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết khá tốt, thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nơi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khô yếu tán xuống khu vực Nam Bộ trong ngày 19 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 nhằm ngày 28 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 âm lịch, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khu vực nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh. Theo đó, thời tiết ở Nam Bộ từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 nhằm ngày 28 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 âm lịch có mưa nhỏ ở vài nơi. Ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C, thấp nhất 20 đến 22 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mưa nhẹ và trời se lạnh. Từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, nhằm ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 âm lịch, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mưa nhẹ và trời se lạnh. Nhìn chung, trong những ngày Tết Nguyên Đán, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết khá tốt, thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. Thời tiết ở khu vực Nam Bộ chiều ngày 12 tháng 1 được dự báo có mưa, mưa rào vài nơi. Miền Tây Nam Bộ cục bộ còn có mưa vừa. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.